ca sĩ Tóc Tiên xả kho ảnh để giải oan cho chồng. Mới đây, Tóc Tiên khiến cả cõi mạng phải nhốn nháo tìm cách giải cứu khi bị chính ông xã Quang Toliver dìm hàng nhan sắc vì ảnh chụp mặt bikini tạo dáng ngắn cũng trên biển khó ngờ. Mặc dù đây là kiếp nạn lần thứ N do chính người bạn đời trêu ghẹo, nhưng Tóc Tiên đã nhanh chóng lấy lại sự trong sạch để là ca sĩ có hình thể quyến rũ bậc nhất V-pop. Tuy nhiên, thay vì chọn trả đũa lại ông chồng lầy lội của mình, Tóc Tiên lại liên tục xả kho thêm loạt ảnh khoe hình thể quyến rũ và giới thiệu Quang Toliver chính là tác giả của những khoảnh khắc này. Quả thật, loạt ảnh mới của Tóc Tiên chứng minh cho nhận định Quang Toliver có mắt thẩm mỹ đáng gờm vì khả năng cành góc chụp, cầm máy có tâm nhất khiến mọi ông chồng phải học hỏi. Cộng đồng mạng thì được fan vui cười tích mắt với gia đình lắm trò này. Được biết Quang Toliver và Tóc Tiên thành người một nhà vào tháng 2 năm 2020. Cả hai thỉnh thoảng có những màn pha trò độc đáo, hài hước dành cho nhau khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Trước pha dìm hàng vóc dáng bà xã đi vào lịch sử V-pop này, Quang Toliver và Tóc Tiên thường xuyên khiến dân mạng cười bò khi chia sẻ khoảnh khắc, câu chuyện bóc phốt đối phương lầy lội. Quả là trời sinh một cặp, từ khi về chung nhà với Quang Toliver, Tóc Tiên ngày càng mặn mòi. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!